Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Anh sẽ đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Đếm Những Mảnh Tình của tác giả Trang Cà Rốt. Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp những cú sốc ập đến với Nhi đã khiến cho cô mất đi trí nhớ. Và cũng chính việc mất đi ký ức lần này đã khiến cho Nhi một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Và chính nguy hiểm này đã khiến cho giữa Hiệp và Trọng xảy ra một cuộc đối đầu vô cùng nảy lửa. Vậy thì nguy hiểm đó là gì? Và cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông này sẽ xảy ra như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chúng ta đi tìm câu trả lời ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu, thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Đếm Những Mảnh Tình, tác giả Trang Cà Rốt, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Xung quanh là hai cặp mắt lạ lẫm đang nhìn tôi chằm chằm. Trong số những người có mặt ở đó thì có một chàng trai với dung mạo khá bắt mắt. Bàn tay vẫn đang nắm chặt tay tôi. Ánh mắt thì phảng phất tia nhìn phức tạp. Nhi, em tỉnh rồi sao? Tôi cau mày lại rồi nhìn anh ta, cố gắng nhớ xem anh ta là ai mà tỏ ra thân quen với tôi như vậy. Thế nhưng mà cứ tập trung mãi để nhớ thì đầu của tôi lại đau như búa bổ. Có lẽ anh ta nhìn thấy mặt của tôi hơi nhăn nhó, thế nên hốt hoảng rồi kêu lên. Nhi, em đau á? Gọi bác sĩ. Tú à, gọi bác sĩ đến đây đi. Cô bạn đứng đằng sau lưng của anh ta có lẽ là người tên Tú, chạy nhanh về phía ngoài cửa phòng, kèm theo tiếng la thất thành thấy rõ. Bác sĩ đâu? Một lát sau thì ông bác sĩ trung niên bước đến, dùng dụng cụ gì đó căng mắt tôi ra, dò đèn pin vào, rồi dùng tay sờ nắn phía đỉnh đầu của tôi. Ông ấy loay hoay đầu chừng hơn 15 phút, ghi chép rất nhiều trên cuốn bệnh án, thế rồi mới ngồi xuống bên giường, chậm rãi hỏi tôi. Nhi à, thế cháu còn đau không? Tôi gật đầu rồi đáp lại. Có một chút à. Cháu cảm thấy nhói nhói ở phía đỉnh đầu. Thế còn trong người thì sao? Có cảm thấy đau nhức chỗ nào không? Dạ không à. Nhưng mà tại sao cháu lại nằm ở đây à? Ánh mắt của ông bác sĩ ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên. Ông nhẹ nhàng hỏi tôi. Thế cháu không nhớ gì sao? Dạ không à. Thế còn hai người này, cháu có biết họ là ai không? Tôi liếc qua anh thanh niên nắm tay tôi khi nãy và cô bạn đứng bên cạnh anh ta, nheo mắt nhìn họ cho rõ. Thế nhưng mà thú thật, tôi chưa gặp qua họ bao giờ cả. Tôi đưa mắt nhìn ông bác sĩ thế rồi trả lời. Dạ không ạ, cháu không hề quen biết hai người này. Nói xong câu đó tôi thấy ông bác sĩ quay người lại, nhìn hai người đang đứng trước mặt của tôi. Hai người đó cũng quay sang nhìn nhau, ánh mắt hoang mang thấy rõ. Người thanh niên kia dường như không tin vào những gì mà tôi nói. Anh ta lao đến nắm lấy tay của tôi, mấp máy miệng nói khẩn khoản từng từ. Nhi à, em vừa nói gì vậy? Có phải là em giả vờ không? Anh là Trọng đây, anh Trọng của em đây, em không nhớ anh sao? Trọng sao? Hóa ra anh ta tên là Trọng, còn tôi tên là Nhi. Tôi nhìn thấy bộ dạng của anh ta trông hơi mất bình tĩnh. Không hiểu là giữa tôi và anh ta đã xảy ra những chuyện gì. Tôi bèn hỏi lại. Anh vừa nói gì thế? Tôi và anh quen nhau sao? Nhưng mà sao tôi không nhớ gì cả vậy? Ánh mắt đen sâu ấy bất chợt khựng lại. Thế rồi bàn tay to lớn vẫn đang siết chặt tay tôi hơn. Như để khẳng định rằng giữa tôi và anh ta trước đó đã từng quen biết. Mãi một lúc sau đó thì bác sĩ mới đứng lên, vỗ vào vai của Trọng rồi bảo. Trọng à, Tú à, hai người đi ra ngoài gặp tôi đi, để cho Nhi được nghỉ ngơi. Kích động ngay lúc này thì không phải là giải pháp tốt đâu. Thế rồi tôi nhìn thấy hai người họ léo đéo đi theo ông bác sĩ ra khỏi phòng, để mặc tôi trong căn phòng trắng mút với những suy nghĩ không đâu cả. Rốt cuộc thì tôi là ai? Và giữa tôi và họ đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao gương mặt của ai cũng đều nghiêm trọng như vậy?
cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nhìn tôi như thế. Lúc này thì lòng của tôi dấy lên những hoang mang, hồ nghi. Nhưng rồi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết cho đến khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy hai người lúc sáng đâu nữa, mà thay vào đó là một thanh niên khác, đeo kính cận, đang ngồi xem hồ sơ gì đó ở phía đuôi giường. Vừa nhìn thấy tôi cửa mình thức giấc thì anh ta nhẹ nhàng tiến lại, thế rồi cũng nhẹ nhàng hỏi han tôi. Nhi à, em đói chưa? Tôi gật đầu. Anh ta nở ra một nụ cười hiền, trông gió lãng tử, gật đầu rồi bảo. Thêm để anh lấy cháo cho em nhé. Anh ta nói xong tiến về phía góc giường, mở chiếc cà màn nhôm ra và cẩn thận mang cháo đến bên giường cho tôi. Miệng khẽ vừa cúi vừa thổi cho bớt nóng. Tôi trong lúc đó tranh thủ ngồi dậy, tựa hẳn người vào thành giường, thế rồi buột miệng hỏi. Cho tôi hỏi, anh tên gì thế? Hiệp. Thế anh là gì của tôi vậy? Bạn trai. Bạn trai á? Tôi trố mắt ngạc nhiên, hóa ra tôi có bạn trai rồi sao? Mà bạn trai của tôi, trông có vẻ cũng được phết. Cao ráo thư sinh, nhẹ nhàng như thế này. Thế rồi Hiệp tiếp tục thổi nhẹ những muỗng cháo, đưa lên miệng tôi rồi bảo. Thế há miệng ra đi, anh đút cho. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ăn một thìa cháo loãng, lại tiếp tục tò mò rồi hỏi anh. Có phải là tôi bị mất trí nhớ có đúng không? Vì sao tôi không nhớ ra được chuyện gì cả vậy? Đúng vậy, em bị ngã thế nên quên mất. Thế gia đình của tôi đâu? Bố mẹ tôi đâu? Khi tôi hỏi đến câu này thì tôi nhìn thấy thái độ của Hiệp hơi khựng lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó anh từ tốn trả lời tôi. Bố mẹ của em có việc đi công tác nên không về đây với em được. Vậy anh và tôi quen nhau bao lâu rồi? 6 tháng. Em sang Mỹ du học, thế rồi gặp anh ở đó. Sau đó thì hai chúng ta quen nhau. Tôi gật gù ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể chuyện. Tôi tên là Nhi, 21 tuổi, đang là du học sinh ngành thiết kế mỹ thuật tại Mỹ. Tôi có bố và mẹ mở công ty may mặc, và có một anh bạn trai mới quen được 6 tháng tên là Hiệp. Anh ấy làm bác sĩ bên đó. Trong một lần về Việt Nam, cũng chính là lần này, thì tôi đi chơi và vô tình bị té ngã, nên không nhớ những gì xảy ra trước đó. Cũng bởi vì thế nên tôi nhìn ai cũng giống như người xa lạ. Nghe xong thì tôi khẽ thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Ngay đến cả người yêu của tôi mà tôi cũng chẳng mảy may có tí cảm xúc gì cả. Nhìn thấy tôi thở dài như vậy thì Hiệp vội vàng hỏi. Em sao thế? Em lại đau đầu sao? Không ạ, chỉ là em đang suy nghĩ thôi. Suy nghĩ điều gì? Em cảm thấy hơi áy náy. Anh là bạn trai của em, mà bây giờ em quên sạch sành sanh như vậy. Em không nhớ gì về anh cả. Hiệp nghe xong thì bật cười, vươn tay vuốt tóc tôi, thế rồi anh bảo. Không sao đâu, không nhớ thì sau này sẽ nhớ lại thôi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, thế rồi sang Mỹ cùng với anh. Lúc đó thì anh sẽ chăm sóc cho em, rồi em sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Thế nếu... nếu như em mãi mãi không nhớ thì sao đây? Thì cũng không sao cả. Chúng ta lại bắt đầu làm quen lại từ đầu thôi. Tôi nhìn Hiệp, nhìn vào ánh mắt chân thành, nụ cười hiền quao của anh mà cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Có lẽ cuộc đời tôi quá may mắn khi có anh, một người yêu kiên trì đến như vậy. Tôi nhoẻn miệng cười với anh rồi khẽ nói. Được, nếu như em không thể nào nhớ lại thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen lại từ đầu nhé. Cảm ơn anh. Lúc này thì Hiệp nắm lấy bàn tay của tôi vỗ nhẹ rồi bảo. Thôi được rồi, em nằm nghỉ ngơi một tí đi, anh sẽ canh cho em ngủ nhé. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nằm nhắm mắt một lúc, đã thiêu thiêu đi vào giấc ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy thì lại gặp anh chàng hôm qua, đó là Trọng, đang ngồi nhìn tôi chăm chú, tay thì vẫn không quên nắm chặt tay tôi. Khi mà tôi vừa cựa quậy thì Trọng đã nhanh chóng đỡ tôi dậy, thế rồi hỏi. Nhi à, em dậy rồi sao? Em có đói không? Tôi không. Nhưng mà anh Hiệp đâu? Trọng nghe đến đây thì trừng mắt nhìn tôi. Anh thở có phần dồn dập, thế rồi hỏi lại tôi. Hiệp á? Hiệp nào thế?
Thì là anh Hiệp bạn trai tôi đấy. Bạn trai em? Đúng như vậy. Bạn trai tôi ở bên Mỹ. Bàn tay đang nắm tay tôi chợt buông thõng. Tôi nhìn thấy Trọng trở nên vô cùng lúng túng. Anh hắng giọng rồi hỏi lại. Nhi à, em đã nhớ ra gì rồi sao? Không. Thế thì tại sao lại biết là mình có người yêu tên là Hiệp, sinh sống ở bên Mỹ? Thì anh Hiệp kể tôi nghe mà. Kể cho em nghe lúc nào? Ừ, thì lúc trưa nay. Tôi cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ liên tục hỏi tôi dồn dập như vậy. Còn anh người yêu của tôi thì chả thấy đâu cả. Tôi bắt đầu quát lên. Bà này, sao anh cứ hỏi tôi mãi thế? Không phải Hiệp là người yêu của tôi sao? Trọng định trả lời điều gì đó thì bất chợt lúc này cánh cửa phòng bật mở ra và không ai khác chính là Hiệp đang chậm rãi bước vào. Trên tay còn cầm chiếc cà mèn ngày hôm qua. Liếc mắt nhìn sang hai chúng tôi thì anh hắng giọng rồi nói. Hai em đang nói chuyện gì vậy? Tôi nhòi người về hướng của Hiệp tiện miệng rồi hỏi. Anh đi đâu thế? Rõ ràng bảo là canh cho em ngủ cơ mà. Sao em ngủ dậy không thấy anh đâu cả? Anh đi mua cho em ít đồ ăn thôi. Phải tầm bổ thì người yêu của anh khỏe mạnh rồi còn sang Mỹ đi học nữa chứ. Tôi híp mắt nhìn anh cười, bỏ quên luôn người đàn ông đang ngồi cạnh tôi. Mặt mày dần trở nên xám xịt. Hiệp vừa múc ra bát cháo để ngay đầu giường cho tôi thì cũng là lúc Trọng xanh xệch cáo tay của anh ra bên ngoài. Giọng thì gầm gừ rõ sợ. Anh đi ra đây, tôi và anh nói chuyện. Hai người đàn ông nói gì đó với nhau một lúc rất lâu. Sau đó thì tôi mới nhìn thấy Hiệp bước trở vào. Còn Trọng thì không thấy anh ta nữa. Nhìn thấy tôi vừa ăn hết bát cháo thì anh nhẹ nhàng rồi hỏi. Thế em ăn có ngon miệng không? Có à? Nhưng mà khi nào thì em được xuất viện vậy? Chắc là tầm vài ngày nữa. Em cứ chịu khó ở đây vài ngày nữa đi. Rồi anh đưa em sang Mỹ khám tổng quát. Bên đó cơ sở vật chất tốt hơn, sẽ giúp cho em dễ nhớ lại mọi chuyện hơn. Tôi gật đầu đồng tình. Thế rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, gương mặt hầm hầm lúc nãy của Trọng, tôi bèn hỏi. Anh ơi, thế Trọng đâu rồi? Đi về rồi. Nhưng mà khi nãy anh ta và anh đã nói những gì thế? Không có gì cả đâu. Trọng và anh bàn phương án xem cách nào để giúp cho em nhớ lại nhanh chóng hơn thôi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà anh ta là gì của em thế? Nghe đến đây thì Hiệp chần chừ nhìn tôi rồi trả lời. Là người yêu cũ. Tôi trợn mắt rồi lặp lại. Người yêu cũ á? Ôi, ấy thảo nào em thấy hai người rõ căng thẳng với nhau như vậy. Đúng như vậy. Nhi này. Sao à? Hiệp chồm tới vươn tay ôm lấy tôi vào lòng. Miệng của anh ghé sát tai tôi thủ thỉ. Anh không cần biết trước đó có những chuyện gì xảy ra với em. Và anh cũng không quan tâm liệu em có nhớ được mọi thứ hay không. Nhưng mà anh mong em nhớ một điều rằng, dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em. Em nhớ chưa? Tôi cảm thấy ái ngại đẩy Hiệp ra. Có lẽ do tôi chưa quen với những điều này nên có phần hơi xấu hổ. Tôi gật đầu đồng tình, nhưng vẫn không nén sự tò mò. Tôi hỏi ngược lại anh. Sao đã là người yêu cũ, nhưng mà anh ta lại đến đây để làm gì thế? Anh cũng không biết. Chỉ biết là Trọng sắp lấy vợ. Nhưng mà có lẽ chắc trước đó xảy ra điều gì đó với em nên muốn gặp em. Chỉ là như vậy thôi. Thế còn Tú thì sao? Cô bạn đi cùng với Trọng ấy. À, cô bé đó là bạn thân của em đấy. Hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội. Hôm trước nghe tin em bị té, thế nên bay gấp vào đây. Rồi sau đó gia đình lại có việc, rồi lại bay ra đó. Chắc là vài ngày nữa lại vào thăm em đấy. Ờ, thế thì ra là vậy á. Thế thảo nào em cảm thấy cô ta nhìn em mà gương mặt cứ sốt sắng làm sao ấy. Tôi và Hiệp ngồi nói chuyện với nhau được một lúc. Thế rồi tôi lại phải uống đống thuốc đắng nghét mà bác sĩ kê toa. Sau đó người ngợm cảm thấy lâng lâng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hai ngày sau đó, Hiệp ở bên tôi gần như 24/24, không rời nửa bước. Anh cũng là bác sĩ nên anh chăm tôi rất tốt. Thậm chí là còn dành hàng giờ đồng hồ để ngồi kể chuyện
về sự nghiệp học hành xa xứ của anh cho tôi nghe. Tôi nghe xong thì thầm ngưỡng mộ anh vô cùng. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như vậy. Tôi đúng thật là tốt phúc đi mà. Là con gái cộng với cái bản tính tò mò, tôi cứ nặng nặc đòi Hiệp kể về chuyện tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng mà anh chỉ cười rồi kể qua loa, làm cho tôi cảm thấy tụt cả hứng. Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, giống như lời anh bảo. Nhưng mà những sự kiện diễn ra giữa tôi và anh thì lại khiến tôi không hề cảm nhận được chút gì cả. Mãi cho đến ngày hôm sau, Tú đến và mang cho tôi nhiều thông tin hay ho hơn. Nó cũng giống như Hiệp, bảo với tôi là đừng ngại gì cả. Nếu như không nhớ được nó thì nó và tôi là bắt đầu làm quen lại từ đầu. Nó kể nó là bạn cấp 2 và cấp 3 của tôi. Ngày xưa, tôi và nó thuộc dạng phá lớp phá trường, đầu sỏ, ăn chơi nhiều lắm. Nó còn kể tôi nghe lúc học cấp 3, mặc dù học dốt nhưng mà vẫn trở thành hoa khôi áo dài của trường, mà tất cả công sức là nhờ cả vào nó. Nó ngồi nói chuyện với tôi cứ thao thao bất tuyệt cả một buổi chiều như thế. Rồi cho đến khi hết chuyện giữa chúng tôi thì tôi mới lý nhí rồi hỏi nó. Thế mày có biết là tao có bao nhiêu anh người yêu không? Ừ, đương nhiên là biết chứ. Ngày còn bé thì mày crush một anh kia bao nhiêu năm trời. Xong thì anh ấy đi lấy vợ, mày suy sụp, rồi mãi về sau mày quen một người khác. Sau một thời gian thì hai người cũng chia tay nhau. Ơ, thế bây giờ tao đang quen ai vậy? Lúc này thì Tú bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối. Nó nhún vai rồi đáp lại. Mày đang quen anh Hiệp. Vậy cái anh mà tao đã chia tay có phải là Trọng không? Tú khựng lại gật đầu. Nó hỏi ngược lại tôi. Sao mày biết Trọng vậy? Thì là anh Hiệp kể với tao đấy. Với cả hôm trước Trọng có đến đây thăm tao. Tao nhìn anh ta, cảm thấy có điều gì đó rất quen. Quen lắm ấy. Mà trông anh ta nhìn tao cũng rất lạ nữa. Tú phẩy tay tỏ vẻ trêu đùa. Thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa. Chuyện cũ rồi. Hiện tại thì điều quan trọng nhất là mày giữ gìn sức khỏe, rồi cùng với Hiệp sang Mỹ chữa bệnh cho nhớ lại tất cả đi. Tôi chớp mắt đồng tình, không quên hỏi nó về gia đình của mình. Thế còn bố mẹ tao đâu? Hai người đó đi công tác, thế nên bàn giao mày cho tao và Hiệp chăm sóc luôn. Ngày hôm đó tôi nài nỉ Tú đưa tôi ra ngoài chơi. Mấy ngày ở trong bệnh viện khiến cho tôi cảm thấy bức bối thực sự. Sức khỏe của tôi bây giờ đã hồi phục ổn định. Chỉ có điều là bệnh viện không an tâm, nên cứ một mực bắt tôi kiểm tra 7-7-49 lần mỗi ngày ấy. Thế nên tôi ngán ngẩm vô cùng. Mãi cho đến khi nài nỉ Tú muốn chạo cả lưới thì nó mới đồng ý lén dẫn tôi ra ngoài chơi. Thế là chúng tôi đi xem phim, đi mua sắm ít đồ, thế rồi đặt một phòng khách sạn gần bệnh viện để nghỉ ngơi tối hôm đó. Rồi sáng ngày mai sẽ trở về sớm. Về đến phòng khách sạn, không khí vô cùng mát mẻ, không gian thoáng đãng và sang trọng, khiến cho tôi không khỏi vui mừng mà hú hét ầm ĩ cả lên. Cái Tú đứng nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm, nó đẩy tôi vào nhà tắm, căn dặn là tắm xong rồi ra ngoài giường. Nó cùng với tôi sẽ uống rượu đêm và coi phim ma cùng với nhau. Ấy vậy mà vừa tắm sạch sẽ trở ra thì tôi thấy nó đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa, nghe điện thoại của ai đó. Tôi ngồi đợi nó gần nửa tiếng, cũng không thấy nó đi vào. Cái con này, đúng là chỉ có hứa mồm là giỏi thôi. Thế là tôi lười biếng leo lên giường, bật phim lên xem trước, không thèm đợi nó nữa. Tôi vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa uống chút rượu tây, vừa xem phim trong căn phòng gió lớn, khiến tôi cảm thấy hưng phấn tột cùng. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ kéo dài được đúng vài phút đầu tiên. Vài phút sau đó cảm xúc của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mấy con ma trong phim xuất hiện bất chợt, thiếu điều chút nữa làm tôi té đái cả ra quần. Tôi không nghĩ là bản thân mình là người nhát ma đến như vậy đâu. Tôi chùm kín mền quanh người, vội vã bấm tắt tivi ngay sau đó. Hàm răng của tôi lúc này đã va lạch cạch cả vào nhau. Mãi cho đến một lúc không thở được bởi vì thiếu không khí, thì tôi mới lén kéo chăn xuống, thò đầu ra bên ngoài cửa sổ phòng khách sạn. Lúc này thì bóng cây vờn qua vờn lại và tiếng gió bên ngoài làm cho những tán lá cứ đung đưa, càng khiến cho tim tôi đập hỗn loạn hơn nữa. Cộng thêm với việc có chút men say trong người, thế nên tôi nhìn xung quanh cứ thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
Tôi tự hỏi, có khi nào mấy con ma nó xuất hiện ngay khung cửa sổ? Ôi trời à, nghĩ đến đó thôi tôi hết cả hồn. Lúc này thì trong phòng, máy lạnh bật nhiệt độ rõ ràng là 20 độ. Thế nhưng mà trán tôi mồ hôi rịn ra từng giọt. Tôi cố gắng yếu ớt gọi tên của cây Tú. Tú ơi! Tú ơi! Cứu tả với! Thế mà tôi gọi khản cả cổ mấy lần, vẫn không nhìn thấy nó đâu cả. Tôi thì lại nhát chết, không dám bước xuống giường, không dám mở cửa chạy ra ngoài. Thế nên cứ nằm thu lù ở đó, tiếp tục chùm chăn kín mít. Mãi tầm đến 5 phút sau, tôi nghe tiếng cửa phòng vang lên. Cạch một tiếng. Đang định vùng chăn lên chửi cho cái Tú một trận nên thân, bởi vì đã dám bỏ mặc tôi. Thế nhưng mà tôi có cảm giác người bước vào phòng không phải là nó. Nếu như là cái Tú, nó đã cất giọng hỏi han tôi. Sống lưng của tôi lúc này trở nên lạnh toát. Thế không nhé, là ma đến sao? Tôi thầm khấn cầu trong lòng, hy vọng ma quỷ đừng xuất hiện dọa nạt tôi nữa. Tôi sợ hãi lắm rồi ấy. Thế rồi tôi đợi mãi, vẫn chẳng thấy ai lên tiếng cả. Rồi chiếc nệm tôi đang ngồi lại bị lún xuống bởi một lực rất mạnh. Tôi lúc này thực chất đã hồn siêu phách lạc từ đâu mất. Tôi run rẩy rồi nói lớn. Làm ơn ấy, thả cho tôi đi, tôi sợ lắm. Thế rồi lúc này tấm mền đang phủ quanh người tôi được gỡ ra. Trước mặt tôi không ai khác là Trọng. Ánh mắt của anh đang nhìn tôi đầy vẻ ôn nhu dịu dàng, trông vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn thấy anh tôi đã khóc tức tưởi. Ít nhất, anh không phải là mấy con ma kia. Tôi vươn tay ôm chầm lấy anh. Và Trọng lúc này cũng rất tự nhiên, ôm tôi vào lòng. Một bàn tay của anh ôm lấy eo tôi. Một bàn tay thì vỗ nhẹ vào tấm lưng của tôi trấn an. Anh nói. Không sao đâu. Là anh đi mà, không sao cả đâu. Em bình tĩnh đi. Có mà đấy. Không phải là ma đâu. Anh ở đây rồi. Không có con ma nào dám ăn hiếp em đâu. Nhưng mà tôi sợ lắm. Cái Tú nó bỏ tôi ấy. Được rồi, không phải sợ nữa. Có anh ở đây với em rồi. Thế rồi tôi khóc một trận đến sưng húp cả mắt. Sau đó thì không còn hơi sức nữa. Tôi tựa hẳn người vào lòng của anh, thở hổn hển. Trọng thì từ đầu cho đến bây giờ vẫn cứ nhẹ nhàng vuốt lưng cho tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi và nhẹ nhàng dùng tay gỡ từng đám tóc rối lòa xòa trước mặt tôi, dắt ra sau tai. Một lúc sau đó thì anh mới đỡ tôi nằm xuống giường, rồi nhỏ nhẹ nói với tôi. Em nằm xuống đây đi, rồi đi ngủ nhé. Trọng cẩn thận chèn chăn cho tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Một hai, nắm chặt tay anh, rồi kéo anh nằm xuống, không cho anh đi đâu cả. Giọng nói lúc này vì men rượu mà cũng lè nhẹ hơn hẳn. Anh đừng đi được không? Em sợ lắm. Trọng cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt thâm sâu kia như chất chứa bao nhiêu điều muốn nói. Tuy nhiên, anh lại chẳng nói gì cả. Thế rồi từ tốn nằm xuống bên cạnh tôi, là còn nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, để tôi gác lên tay của anh. Mà không hiểu sao nằm bên cạnh anh, tôi lại có cảm giác quen thuộc vô cùng như vậy. Hơi thở cứ đều đều rất quen thuộc, rồi mùi hương trên người của anh cũng vô cùng dễ chịu. Tôi cứ như thế, nghiêng người, áp sát mũi mình vào hõm cổ của Trọng, hít lấy hít để. Còn không biết liêm sỉ bụt miệng rồi nói. Ôi, thơm thế. Tiếng hơi thở của Trọng lúc này dồn dập hơn hẳn. Anh đưa tay đẩy nhẹ tôi ra rồi bảo. Ngủ đi, không lại mệt đấy. Tôi mè nheo rồi trả lời anh. Thì em hít một tí thôi. Rõ ràng là người của anh thơm cực ý. Nhưng mà đúng là tôi không làm chủ được chính mình thật. Cứ hít hít thế nào tiện mồm, đưa lưỡi mải miết liếm vào cổ của anh say mê. Sau này khi nhớ lại thì tôi mới hiểu rằng tôi làm điều đó không phải bởi vì men say của rượu và cũng không phải vì lạ lẫm do mùi hương nơi anh quá kích thích, mà tất cả là vì bản năng. Bản năng ấy của tôi đã làm như thế với anh suốt bao nhiêu năm qua. Mặc cho tôi có mất đi trí nhớ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được điều đó. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi lao vào nhau, ngấu nghiến, điên cuồng, hòa vào làm một. Nhưng mà rồi đến sáng hôm sau khi tôi thức dậy, lại không nhìn thấy Trọng đâu cả. Chỉ nhìn thấy gối nằm bên cạnh còn vương lại một chút hơi ấm. Cái Tú đến đón tôi trở về. Nó xin lỗi tôi rối rít bởi vì đã có việc bỏ tôi ở lại khách sạn một mình cả đêm như vậy. Nó bảo là Kobe con anh bạn bị sốt nhập viện. Nó chạy vào để trông thằng bé. Nhìn thấy gương mặt khẩn khoản của nó mà tôi cũng phải ầm ừ cho qua.
Làm sao mà trách được chứ. Sau hôm đó thì tôi được xuất viện và nhận được thông báo từ Hiệp sẽ chuẩn bị mọi thứ để bay sang Mỹ vào ngày hôm sau. Anh đã búc vé cả rồi. Bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy buồn trong lòng. Thực tâm không muốn rời khỏi nơi này. Và không hiểu điều gì lại khiến lòng tôi day dứt đến như vậy. Hiệp nhìn thấy thái độ bồn chồn của tôi thì hỏi. Em sao thế? Em không hiểu vì sao lại không muốn đi ấy. Thôi nào, qua đó một thời gian khỏe mạnh, rồi em sẽ nhớ lại mọi thứ. Học hành xong rồi trở về cũng được mà, có sao đâu. Em... Mà anh này, anh có cách nào liên hệ được với Trọng không? Hiệp nghe đến đây thì nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, anh nói. Có chuyện gì thế? Em có chút chuyện muốn hỏi thôi. Em thôi đi, Trọng sắp cưới vợ rồi đấy. Em đừng làm phiền người ta nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiệp nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi nhìn anh mãi, rồi từ tốn hỏi lại. Anh sao thế? Sao lớn tiếng với em như vậy chứ? Không sao cả. Chồng dù gì cũng là người yêu cũ của em. Và lại tháng nữa, cưới vợ rồi đấy. Thế nên anh không muốn em bị đồn thổi lung tung đâu. Em hiểu không? Tôi gật đầu. Có lẽ thế. Có lẽ là tôi không nên gặp lại chồng làm gì nữa. Chồng không tìm đến tôi nữa. Có lẽ đêm hôm đó là kỷ niệm duy nhất mà anh để lại cho tôi. Vòng tay của anh, hơi ấm của anh, hơi thở quen thuộc và cả mùi hương gây thương nhớ đó. Tất cả những điều đó dù cũng sẽ được bỏ lại bởi vì tôi đã có người yêu và anh cũng sắp có gia đình của riêng anh. Những gì đã cũ thì là cũ vậy. Sân bay đông đúc ồn ào. Cái tủ ôm chầm lấy tôi biện diện chia tay, dặn dò tôi phải cố gắng ăn uống, tập luyện, thăm khám đầy đủ để sức khỏe được tốt hơn. Thế rồi quay sang tiếp tục dặn dò Hiệp. Hai chúng tôi vẫy chào Việt Nam, bỏ lại sau lưng cả một khoảng trời rộng lớn. Nhịp đập trái tim tôi lúc này thật bình ổn. Tôi biết, nhưng mà chẳng hiểu sao trong lòng lại âm ỉ một nỗi đau vô hình. Tôi nhắm mắt, mệt mỏi, tựa đầu vào thành ghế. Và rồi thì Hiệp nhẹ nhàng kéo đầu tôi, đặt nhẹ xuống vai của anh. Anh đặt một nụ hôn phớt trên đỉnh đầu tôi, giọng thì khàn đặc. Ngủ ngon nhé, thế giới mới. Một cô gái được sinh ra trong sự vô tình sai trái của cả bố lẫn mẹ. Một cô bé lớn lên mà chẳng biết mẹ của mình là ai. Một cô bé thương ai, yêu ai, cũng không được trọn vẹn. Và một cô bé sống hết mình trong tuổi trẻ, lại bị chính tuổi trẻ của mình bỏ rơi. Đau khổ đến độ quên đi tất cả mọi điều. Nếu như tiếp tục ở lại Việt Nam, em sẽ như thế nào khi biết rằng bố của em đang trong cơn nguy kịch, bác của em lại vì quyền lực, lợi danh, đố kỵ, hận thù mà đẩy gia đình của em vào sự tận cùng. Thế rồi phải chứng kiến cảnh người em yêu đi lấy vợ mới. Có nỗi đau nào, còn có chỗ dựa nào cho em nữa đây? Nên cho Nhi trở lại Mỹ là một cánh cửa mở ra. Có thể là em chẳng cần phải nhớ lại bất kỳ điều gì nữa. Có thể em chỉ cần an vui bước chân vào một thế giới mới, nơi mà mọi nỗi đau trong quá khứ được bỏ lại phía sau. Thế là đã gần một tháng trôi qua, kể từ ngày tôi dừng chân ở nước Mỹ xa xôi. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt đến buồn chán. Hàng ngày ngoài việc đi học rồi lại đi về, cuối tuần thì đến bệnh viện khám bệnh. Khám xong thì Hiệp lại đưa tôi trở về nhà. Cứ đều đặn mãi như vậy, vô lo vô nghĩ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì vẫn chẳng nhớ ra được điều gì cả. Đã không hơn một lần, tôi sốt sắng hỏi Hiệp. Anh ơi, sao mãi mà em chẳng nhớ thêm gì cả thế? Tuần nào cũng đi khám cả, ngày nào cũng uống thuốc đến phát ngán ấy. Vậy mà em cảm thấy không có tí tiến triển nào cả. Những lúc như vậy thì Hiệp chỉ nhẹ nhàng bước đến gần tôi, xoa đầu chậm rãi giải thích. Em cần phải kiên trì chứ. Đâu phải muốn nhớ là nhớ được ngay đâu. Phác đồ điều trị của bác sĩ cho em vẫn còn dài. Em cứ từ từ, không việc gì phải vội cả. Nhưng mà em muốn nhớ lại mọi thứ. Em cảm thấy nóng lòng lắm. Em không chịu được nữa. Thế hay là để anh đưa em đi đâu đó chơi nhé, cho khuây khỏa. Tuần vừa rồi bệnh viện hơi nhiều việc, anh không đưa em đi được nhé. Tôi chán nản lắc đầu. Thực sự là bản thân chẳng muốn đi đâu cả. Về phòng nằm nghỉ ngơi một lúc, bụng tôi bỗng nhiên lại quặn lại.
đau từng cơn và cổ họng của tôi cứ lợm lợm buồn nôn kiểu gì ấy. Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc này thì Hiệp ở bên ngoài phòng nghe như vậy liền chạy vào. Một tay thì giữ tóc cho tôi, một tay thì vỗ vai cho tôi, nôn ra mọi thứ. Mãi cho đến một lúc sau đó tôi mới hết cơn, viện vào tay của anh, bước lại phía giường. Hiệp nhìn tôi đầy lo lắng, anh hỏi dồn dập. Nhi à, em sao thế? Có mệt lắm không? Em không. Nhưng mà sao tự nhiên lại cảm thấy buồn nôn cực kỳ như vậy nhỉ? Thế trước đó em có ăn cái gì lạ không? Thì khi nãy em chỉ mới uống ly sữa thôi. Còn sáng nay thì em ăn cháo. Hiệp đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bảo. Thế em ngồi nghỉ ngơi tí đi. Anh lên thay đồ rồi đưa em vào viện nhé. Tôi gọi với theo anh. Nghĩ bụng vào viện giờ này để làm gì chứ? Gần 7 giờ tối rồi. Anh có làm quá lên không vậy? Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi vẫn bình thường mà. Chắc có lẽ là do hôm nay hơi mệt nên mới như vậy thôi. Tôi khẽ rèo lên. Anh ơi, không cần đi đâu. Em cảm thấy bình thường mà. Bây giờ cũng tối rồi, mà bệnh viện thì lại xa như vậy nữa. Ngày mai hãy đi. Tôi nghe tiếng bước chân của Hiệp dồn dập trên lầu. Chắc có lẽ anh không nghe những gì mà tôi nói. À, để nói thêm cho mọi người hiểu nhé. Từ khi sang bên này thì Hiệp đề nghị tôi qua ở cùng với anh để tiện cho việc chăm sóc, và anh có thể chở tôi đi khám bệnh dễ dàng hơn. Cảm thấy điều đó cũng hợp lý nên tôi đồng ý luôn. Đằng nào cũng là người yêu của nhau mà. Nhà Hiệp thuê là một căn nhà nhỏ có 2 tầng. Anh sắp xếp chỗ nghỉ cho tôi ở tầng dưới, cạnh khu bếp ăn, và phòng của anh ở tầng trên. Mặc dù chúng tôi luôn miệng nói rằng là người yêu của nhau, nhưng mà thú thật thì giữa tôi và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Tình cảm của tôi đối với Hiệp hiện tại là một tình bạn thông thường thôi. Một chút cảm xúc yêu đương cũng là chưa có. Còn về phía Hiệp, chắc là anh hiểu được lòng tôi. Biết là tôi mới tỉnh dậy lại còn mất trí nhớ, nên anh đối xử với tôi cũng rất biết điểm dừng. Mỗi ngày thì đều đặn chăm sóc cho tôi, kể chuyện cho tôi hoặc thỉnh thoảng dắt tôi đi chơi cho đỡ buồn. Những chuyện mà Hiệp làm khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã từng dặn lòng sẽ cố gắng quan tâm anh thêm một chút mỗi ngày, giống như cái cách anh đang chăm sóc cho tôi vậy. Để rồi như ông bà ta đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình cảm của tôi dành cho anh thế nào cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Nhưng mà tôi đâu ngờ rằng khi tôi cùng với anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì mọi chuyện đã bước sang một giai đoạn khác. Tôi đã có thai. Chúng tôi đến bệnh viện sau một loạt các hoạt động thăm khám được diễn ra. Kết luận cuối cùng được bày ra trước mắt. Tôi có thai. Cái thai được gần 1 tháng tuổi. Và Hiệp dường như không tin vào mắt của mình. Anh yêu cầu bệnh viện tiếp tục làm thêm một vài xét nghiệm nữa. Và cuối cùng kết quả vẫn là như thế. Đến nước này thì anh mới ngồi xuống cạnh tôi. Trên gương mặt không tránh khỏi cảm giác đau buồn. Anh hỏi. Nhi à? Là của ai thế? Tôi nhìn anh ấp úng, không nghĩ rằng hành động của tôi và Trọng đêm hôm đó lại dẫn đến kết quả như thế này. Tôi cảm thấy có lỗi với Hiệp, thực sự rất có lỗi với anh. 2 hàng nước mắt bắt đầu giàn giụa từ khóe mắt. Tôi ôm mặt khóc nức lên, không biết giải thích với anh như thế nào cả. Hiệp nhìn thấy tôi mất bình tĩnh như vậy thì giọng của anh dịu lại. Bàn tay của anh đặt nhẹ lên vai tôi, an ủi. Thôi được rồi, em nín đi, không khóc nữa. Con khóc theo bây giờ đấy. Anh nhắc đến từ con khiến tôi như bừng tỉnh rồi nín bặt. Bây giờ tôi làm mẹ rồi cơ đấy. Tôi không còn bé bỏng gì mà khóc lóc nữa. Xấu hổ chết mất thôi. Thế rồi tôi đưa tay quẹt ngang 2 hàng nước mắt. Tôi hỏi anh. Anh ơi, em xin lỗi. Ánh mắt hiền hòa của Hiệp ẩn sâu dưới lớp kính cận ánh lên vài nét buồn rầu. Anh gượng cười xoa đầu tôi rồi bảo. Anh ở bên em mãi, từ lúc ở Việt Nam cho đến lúc qua bên này. Mà cái thai chỉ mới 1 tháng tuổi thôi. Vậy có nghĩa là em đi đâu và bị người ta lạm dụng có phải không? Em cứ nói với anh đi, em đừng sợ. Tôi lắc đầu, 2 viền mắt nóng đỏ, ấp úng giải thích. Anh à, không phải như thế đâu. Em không bị ai lạm dụng cả.
là do em. Vậy thì cái thai này là của ai thế? Là của Trọng. Em, đêm đó em và Trọng đã... Tôi còn chưa nói hết câu thì Hiệp đã lạnh lùng đứng dậy. Anh quay lưng về phía của tôi, hai tay siết chặt thành quyền, như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Tôi nhìn thấy đường gân trên bàn tay của anh nổi hẳn mồn một. Đang không biết phải làm thế nào thì tôi nghe tiếng của anh khẽ thở dài, rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi. Nhi, bây giờ em muốn như thế nào đây? Em sẽ sinh con. Nhưng mà còn sức khỏe của em thì sao? Em đang trong giai đoạn điều trị đấy. Nếu như em chọn sinh con, thì em sẽ không hoàn thành phác đồ điều trị được nữa. Em hiểu không? Tôi ngước mắt nhìn anh, ngờ ngợ hiểu điều mà anh muốn nói. Ý của Hiệp là tôi chỉ có thể chọn con, hoặc là chọn lại trí nhớ của mình. Lòng của tôi lúc này bỗng trở nên hoang mang tột cùng. Tôi không biết phải làm như thế nào đây nữa. Tôi khẽ hỏi anh. Anh à, thì có cách nào có thể chọn được cả hai không anh? Cả em bé và sức khỏe nữa. Em không muốn bỏ con đâu. Hiệp lạnh lùng lắc đầu. Tôi nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn đang phẳng lì, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đó. Chỉ vài tháng nữa thôi, nó sẽ to hơn, sẽ lớn hơn. Nhưng mà tiếc là đứa con này của tôi lại chẳng kết tinh từ tình yêu. Và cũng chính đứa con này là một rào cản giữa tôi và tương lai của chính tôi. Thế nhưng đứa trẻ này chẳng hề có tội tình gì cả. Nếu như bỏ nó, tôi sẽ day dứt cả đời. Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy cả người mệt mỏi. Thế nên bảo Hiệp đưa về. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trên đường trở về nhà, Hiệp không nói với tôi câu nào cả. Anh chỉ im lặng lái xe thẳng một mạch như vậy. Và thái độ của anh khiến tôi thoáng chút giật mình. Tôi biết là tôi sai rất nhiều. Nhưng mà vào lúc này, ngay lúc này đây, tôi cần anh nhất, thì anh lại chẳng hề quan tâm tôi. Hành động của anh như muốn khẳng định rằng, nếu như tôi không quyết định bỏ đi đứa bé, thì sẽ chẳng còn mối quan hệ nào với anh nữa. Tôi lầm lũi trở về phòng, bụng dạ bắt đầu reo lên. Phải rồi, từ lúc nôn mửa đến giờ, tôi đã ăn uống được gì đâu. Mọi khi về muộn như thế này thì Hiệp sẽ mua thêm đồ ăn, hoặc là mang thêm đồ ăn ép tôi phải ăn. Thế nhưng hôm nay anh không làm điều đó nữa. Tôi lùi thủi đi xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy vài hộp sữa. Vừa trở về phòng, ngồi xuống, vừa uống vừa khóc. Tôi hiện tại đang đứng trước ranh giới của sự lựa chọn, mà sự lựa chọn nào cũng khiến tôi tổn thương. Nếu như tôi chọn đứa bé, tôi sẽ mất đi tất cả, rồi phải bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Mất đi Hiệp, mất đi cơ hội lấy lại trí nhớ mà tôi hằng ao ước. Mất đi cả con đường học hành đang dang dở. Và quan trọng hơn cả, đứa bé này sinh ra sẽ chẳng hề có cha. Có khi bố nó giờ này vẫn không biết đến sự tồn tại của nó nữa cơ. Và có khi bố nó giờ này đã in bề gia thất, đang mải tập trung chăm sóc cho cô vợ mới cưới của mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó tôi tủi thân đến phát khóc. Không hiểu vì sao cứ nghĩ đến Trọng là trái tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên. Có một chút gì đó vấn vương, một chút gì đó thân quen. Nhưng bên cạnh đó còn là một chút gì đó uất hận và nghẹn ngào. Tôi không biết liệu tôi, một bà mẹ trẻ mang đầy bệnh tật trong người, cứ nhớ nhớ quên quên mọi thứ trong gang tấc, thì liệu có thể nuôi nấng đứa trẻ này nên người được hay không? Liệu có thể cho nó một tương lai tươi đẹp được hay không? Còn nếu như tôi chọn phá bỏ đi đứa bé, thì tôi sẽ được gì đây? Tôi vẫn được đi học. Tôi vẫn có thể cải thiện mối quan hệ giữa tôi và Hiệp. Tôi vẫn có thể tiếp tục phác đồ điều trị của mình. Và quan trọng hơn cả, tôi vẫn có thể nhớ lại tất cả mọi thứ. Xem ra sự lựa chọn số 2 có vẻ tốt đẹp hơn sự lựa chọn thứ nhất. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc phá bỏ đi máu mủ ruột già của chính mình, phá bỏ đi sinh linh chưa kịp hình thành và chẳng hề có tội gì cả, khiến tôi cảm thấy bản thân của mình vô cùng thấp hèn. Thế rồi tôi lại khóc, tôi lại ôm bụng khóc lớn, hoang mang trong chính suy nghĩ của tôi. Thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy mình đang ôm lấy một đứa trẻ vào lòng, du ngủ. Đó là một bé trai, trông rõ kháu khỉnh và đáng yêu. Nó cứ nhìn tôi rồi cười. Ánh mắt ngây thơ và nét mặt thì giống y chang như bố nó vậy. Giống Trọng.
Thế rồi bỗng một lúc sau đó, nó nhìn tôi mếu máo, gào khóc ầm ĩ, khiến cho tôi luống cuống tìm mọi cách vỗ về. Thế nhưng mà nó mãi vẫn không chịu ngừng khóc. Cho đến khi có một bóng hình cao lớn mờ mờ xuất hiện, giọng nói quen thuộc vang lên. Để con đấy, anh bế cho. Lúc này đứa bé mới ngừng khóc. Tôi cố gắng mở to mắt để nhìn bóng dáng đó. Nhưng rồi ánh sáng xung quanh giấc mơ bỗng vụt tắt. Tôi ngồi chồm dậy, mồ hôi diện đầy trên trán. Rốt cuộc, giấc mơ này mang thông điệp gì đây? Có phải đứa bé, nó muốn được gặp tôi hay không? Tôi không ngủ được cho đến tận sáng ngày hôm sau. Khi mặt trời ló dạng, bèn khoác vội chiếc áo mỏng, đi bộ ra ngoài. Tôi muốn hít không khí trong lành bên ngoài để thư giãn, thả lỏng tâm trí vào nó. Đi được chừng vài bước, tôi nghe tiếng Hiệp với gọi lại. Thái độ của anh lúc này đã trở nên bình thường. Nhi, em đi đâu đấy? Em đi dạo một tí. Đi một lúc thôi rồi vào đây ăn sáng nhé. Anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đấy. Tôi gật đầu với anh. Một lúc sau quay trở lại đã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn. Bụng tôi khẽ rèo lên rột rột. Không chờ đợi gì nữa, tôi bèn tự giác sới một tô cơm, rồi xúc đồ ăn ăn ngon lành. Hiệp ngồi ngay phía đối diện, cứ mãi nhìn tôi rồi bảo. Em đói lắm sao? Vâng ạ, em đói. Thế thì ăn nhiều vào một tí. Hiệp gấp lấy gấp để đồ ăn cho tôi. Mãi một lúc sau đó thì anh mới bảo. Thế ăn xong rồi uống thuốc đi. Anh để thuốc sẵn trên bàn đấy. Ngày hôm qua đến giờ mệt mỏi thì hôm nay nghỉ học một hôm cũng được. Anh đi làm, chiều thì anh lại về. Em có muốn anh mua gì cho em không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười với anh. Khi tôi vừa ăn xong thì cũng là lúc Hiệp xách cặp táp đi làm. Ly nước đầy và đống thuốc đã được anh xếp gọn gàng bên cạnh. Lúc này thì tôi mới thoáng giật mình. Vì sao? Sao Hiệp lại cho tôi uống thuốc? Chẳng phải là nếu như tiếp tục uống thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Tôi vẫn chưa quyết định chuyện này cơ mà. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội bởi vì thiếu sự tôn trọng. Bèn vơ ngay nắm thuốc ném thẳng vào sọt rác. Người bởi vì tức giận run hết cả lên. Cả ngày hôm đó tôi đóng cửa ngồi trong phòng, cảm thấy thất vọng vô cùng bởi vì cách làm của Hiệp. Anh có thể ghét tôi, có thể hận tôi, có thể không thương tôi nữa, nhưng anh không có quyền được phép tự quyết định cuộc đời và sự lựa chọn của tôi như vậy. Tôi đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên khiến tôi giật mình. Là Hiệp gọi đến. Tôi nhấc máy, cố gắng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời. Em nghe đây. Hôm nay anh có ca trực thế nên về muộn đấy. Em tự hâm lại đồ ăn rồi lấy thuốc uống vào nhé. Lát nữa anh về. Em biết rồi. Nói xong thì tôi tắt máy, tìm đến điện thoại gọi cho Tú. Có lẽ lúc này tôi cần một lời khuyên từ nó. Alo, sao thế Nhi? Mà sao gọi cho tao giờ này vậy? Tú à, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày cho tao lời khuyên nhé. Ừ, mày cứ nói đi. Thế rồi tôi chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong thì nổi khùng quắt ầm cả lên trong điện thoại. Mẹ kiếp, khốn nạn như vậy. Bây giờ tao không biết phải làm như thế nào nữa. Nan giải quá. Mày nghĩ cách giúp tao với. Mày bình tĩnh đi. Bây giờ thì mày đang một thân một mình bên đó. Chỉ có mỗi Hiệp ở cạnh mày thôi. Mày không chịu uống thuốc thì thế nào nó cũng có cách để mày uống. Mà quan trọng là mày muốn như thế nào đây. Tôi hít một hơi thật sâu, dõng dạc rồi nói qua điện thoại. Tao muốn giữ lại đứa bé. Không cần ai cũng được, không cần nhớ lại cũng được. Tao chỉ cần con tao. Như vậy là đủ rồi. Tao hiểu rồi. Vậy thì bây giờ như thế này đi. Mày đừng manh động gì cả. Cứ ngoan ngoãn nghe lời của Hiệp. Tí nữa tao chuyển tiền cho mày, đặt vé máy bay trở về đây. Nhớ rõ chưa? Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày nhiều nhé. Tôi quyết định sẽ trở về Việt Nam sống cùng với cái Tú. Tôi cảm thấy thực sự không an tâm khi ở bên cạnh Hiệp nữa. Hình như anh đang cố tình tìm cách để đứa bé không được ra đời. Tôi sực nhớ ra đống thuốc tôi vứt khi sáng ở sọt rác. Bèn chạy lại đó moi móc tìm cho đủ, rồi vơ luôn đống thuốc mới, rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, ấn nút rồi hết đi tất cả.
Đang ngồi thẫn thờ nhìn vào đó thì cửa phòng tôi bật mở ra. Hiệp từ từ bước vào. Vẫn là gương mặt hiền lành ấy, anh mở miệng bắt chuyện với tôi. Em sao thế? Lại nôn á? Dạ vâng ạ. Thế em uống thuốc chưa? Em uống rồi. Em uống được bao lâu rồi? Hình như là được chừng hơn 45 phút đấy. Hiệp khẽ thở dài. Chắc nghe tôi nói đã uống được tầm 45 phút nên nghĩ rằng thuốc đã ngấm vào cơ thể của tôi. Gương mặt có phần giãn ra. Anh bước đến gần bên tôi động viên. Nếu như em cảm thấy mệt thì cứ đi nghỉ sớm đi. Anh này. Tôi với tay, nắm lấy tay của Hiệp nhẹ nhàng rồi hỏi. Nếu như bỏ đi đứa bé thì có đau không? Ánh mắt của Hiệp nhìn tôi rực sáng. Anh lắc đầu ngay tấp lự. Không đau. Không đau gì cả đâu. Chỉ là uống một viên thuốc rồi đi vệ sinh là xong ngay. Bởi vì cái thai của em vẫn còn bé, chưa định hình gì cả. Cũng chỉ là một giọt máu thôi. Nhưng mà em vẫn muốn giữ lại. Em thật sự thương nó. Dù gì thì nó cũng là con của em cơ mà. Nhưng mà anh thì không. Hiệp gằn giọng trả lời tôi. Vì sao thế? Bởi vì đứa trẻ này mà em sẽ phải mất đi rất nhiều thứ đấy. Em biết không nhỉ? Nói rồi thì anh ngồi xuống bên tôi, đưa tay nắm lấy tay của tôi siết chặt, giọng nói thủ thỉ. Nhi này, bởi vì anh thương em nên anh mới muốn là em bỏ đi đứa bé đó. Em còn phải chữa bệnh nữa, còn phải nhớ lại mọi chuyện, rồi còn phải đi học, còn tương lai của chúng ta nữa, em hiểu không? Nếu như sinh đứa trẻ này ra, chẳng nhẽ chúng ta không có tương lai à anh? Hiệp nghe xong, anh không trả lời tôi nữa, lặng lặng đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Và hành động này của anh cũng chính là câu trả lời rõ ràng đối với tôi. Anh nói là anh yêu tôi, thế nhưng mà hành động của anh thì lại hoàn toàn ngược lại. Tình yêu của anh, nó vốn không phải là tình yêu, mà nó chỉ là một sự ích kỷ thôi. Có tình yêu nào mà muốn người mình yêu đau khổ dằn vặt cả đời như vậy đâu. Ở anh, không hề có sự bao dung, một chút cũng không hề có. Tôi lại khóc. Từ khi mang bầu có vẻ như tôi khóc nhiều hơn hẳn. Tôi khóc vì tôi đã từng rất quý Hiệp, là yêu quý chứ không phải là yêu thương. Tôi khóc vì nghĩ rằng bản thân mình ít nhiều cũng sẽ cùng anh đồng hành trong chặng đường tương lai phía trước. Thế nhưng đến hôm nay thì mọi thứ không thể nào nữa. Một ngày sau đó, Hiệp không hề nói chuyện với tôi. Thế nhưng sang ngày thứ hai, anh lại trở lại bình thường. Và điều này khiến tôi cảm thấy có một chút nghi ngờ. Hôm nay, anh đi làm về sớm hơn mọi khi. Chủ động xuống bếp nấu nướng thật nhiều món ngon cho tôi. Rồi sau đó trịnh trọng, mời tôi ngồi ăn và nói chuyện. Lúc này trên bàn đầy ắp thức ăn, anh tiếp tục gắp lấy, gắp để cho tôi, thế rồi bảo. Em ăn nhiều vào đi, lấy sức cho con nhé. Tôi nghe xong thì ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tôi không biết là mình có đang nghe nhầm không nữa. Bèn vội vàng hỏi lại Hiệp. Anh... Ý của anh là sao thế? Thì ý của anh là ý của em đấy. Tức là... Anh sẽ để cho em làm theo ý của em sao? Phải đấy. Anh tôn trọng quyết định của em. Miễn sao em cảm thấy vui là được. Nói rồi thì anh thúc tôi ăn thật nhiều. Sau đó bảo tôi ra ghế sofa ngồi. Bản thân tự dọn dẹp. Rồi rót cho tôi một ly nước cam đầy ắp. Anh bảo với tôi. Em uống đi. Tốt cho sức khỏe đấy. Tôi đón lấy ly nước cam. Trong lòng cứ cảm thấy ngờ ngợ. Lần này thì Hiệp không nhắc đến đứa bé nữa. Mà chỉ nhắc đến sức khỏe của tôi. Tôi nhìn sang ly nước cam rồi lại nhìn sang anh. Anh vẫn đứng ở đó. Vẫn không chịu đi. Mà kiên nhẫn đợi tôi uống. Tôi biết là có điều gì đó không ổn. Bèn đặt ly nước cam xuống bàn rồi hỏi. Anh nói đi. Trong ly nước cam này, có gì sao? Em nói cái gì thế? Không có gì cả. Được rồi. Nếu như không có gì, lát nữa em uống. Em uống ngay đi. Rồi đưa ly cho anh đi rửa nữa. Giọng nói của Hiệp trở nên vô cùng căng thẳng. Em không uống. Em không muốn uống. Đã bảo là uống ngay cho anh. Bỗng nhìn lúc này thì Hiệp tự dưng quát lớn,
khiến cho tôi thoáng giật mình. Và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến gương mặt của Hiệp dữ tợn đến như vậy. Tôi co người lại, đưa tay ôm lấy bụng tự vệ. Bỗng nhìn tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Hiệp gườm tôi rồi bỏ ra ngoài mở cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm định chuồn lẹ trở về phòng thì bất chợt nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài. Chạy ra thì nhìn thấy Hiệp đang bị Trọng đánh túi bụi. Cứ mỗi cú đấm anh lại gào lên. Thằng khốn! Mày muốn hại chết con tao à? Tôi thực sự vô cùng bất ngờ trước những gì mình đang chứng kiến. Sao Trọng có mặt ở đây vào ngay lúc này được? Tôi nhìn Trọng và Hiệp đang mải miết vật lộn với nhau, đánh nhau loạn xạ. Nhưng bởi vì Trọng to con hơn và cao hơn Hiệp, thế nên thắng thế, liên tục đưa tay đấm thẳng vào mặt của Hiệp đến bật cả máu. Tôi cảm thấy tình hình không ổn thì bèn hét lên. Hai người có thổi đi không? Trọng à, anh dừng lại đi. Cả hai vẫn không hề để tâm đến lời tôi nói. Trọng còn có vẻ đánh hằng hơn nữa. Tôi bí cách bèn hét lên. À, tôi đau bụng quá. Và đúng là câu nói này có sức nặng thật sự. Trọng nghe xong liền dừng tay lại, chạy ngay đến bên tôi rồi ngồi khuỵu xuống, đưa tay vuốt ve lấy bụng của tôi. Nhi à, em sao thế? Em đau bụng sao? Để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Tôi nhìn thấy thái độ hoảng hốt của anh mà cảm thấy buồn cười. Có ông bố nào lóng ngóng như anh đâu. Tôi thật thà rồi bảo lại. Không, em hết đau rồi. Tôi nói thế để cho anh đừng đánh Hiệp nữa thôi. Trọng nghe xong thì đứng phắt dậy, hai hàng mày cau lại tỏ vẻ khó chịu. Anh gằn giọng rồi nói. Sao thế? Em bảo vệ nó. Không, chỉ là tôi thấy anh ta bị đánh mạnh quá, sợ sẽ xảy ra chuyện đấy. Chuyện gì là chuyện gì? Nó dám đụng đến con tôi. Tôi chưa đập cho chết là may lắm rồi. Sao anh biết là con anh? Nói đến đây thì Trọng cúi người xuống, bế tôi vào lòng, rồi đi thẳng ra chiếc xe bên ngoài đang đậu sẵn. Sau đó anh nói với tôi. Đi với tôi. Rồi tôi nói chuyện cho em nghe. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi mà cả cơ thể của mình đã được Trọng ôm trọn vào lòng. Tay của anh còn giữ khư khư ngay bụng tôi mà vuốt nhẹ. Anh nói tài xế đi đến địa chỉ ở đâu đó. Rồi sau đó chú tâm nhìn tôi. Ánh mắt của anh lộ rõ vẻ yêu chiều. Về với anh nhé, anh nuôi. Tôi trợn mắt nhìn Trọng rồi lắp bắp hỏi lại. Thế còn vợ của anh thì sao? Vợ đâu mà vợ, tào lao. Tôi bĩu môi cãi lại. Thế rốt cuộc là như thế nào đấy? Tôi nghe Hiệp nói anh cưới vợ rồi cơ mà. Cả Tú cũng biết điều đó. Anh đừng nói dối tôi làm gì nữa. Tôi ổn mà, không sao đâu. Dù gì thì chuyện giữa tôi và anh cũng chỉ là tai nạn thôi. Anh cũng không cần vì chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của mình như thế. Trọng nghe tôi nói xong thì bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc của tôi, tiện thể thơm nhẹ vào trán tôi, cất giọng khàn đặc. Sao lý sự lắm thế? Tương lai của tôi không cần em phải lo lắng. Nói chuyện với lão này bực thật đấy. Nói ra câu nào bật lại ngay câu đó. Đáng ghét. Tôi chẳng thèm nói nữa. Mặt thì phụng phịu, rõ khó chịu. Trọng thấy như vậy thì ghi chặt tôi, liên tục chẳng nề hà gì cả, cứ hôn liên tục vào trán của tôi, làm cứ như là thương tôi lắm ấy. Tôi bực bội khẽ quát lên. Này, anh đừng có động vào tôi nữa, tôi không thích đâu. Nói xong thì động tác hôn của Trọng ngừng hẳn. Anh không thèm hôn tôi nữa, khiến cho lòng tôi bỗng nhiên hụt hẫng. Chẳng hiểu vì sao, một phút sau đó thì anh đưa tay vạch áo của tôi lên, chạm nhẹ vào bụng tôi, vuốt ve, xoa. Động tác này khiến tôi nhột nhột trong người. Tôi cau mày rồi nói. Anh làm cái gì thế? Tôi đang sờ con. Anh bỏ tay ra đi, buồn chết đi được ấy. Không bỏ đấy. Này, tôi nói cho anh biết nhé, anh không được động vào người tôi nữa. Trọng nghênh mặt lên nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Thì người em, nhưng mà con tôi, em không có quyền cấm cản đâu. Tôi đến là bất lực với anh ta. Mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Ngồi trong lòng của Trọng, mùi hương quen thuộc, hơi thở lại càng quen, khiến tôi cảm thấy an tĩnh và dần dần chìm vào giấc ngủ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện này.
Và khi mà anh Sa đọc đến đoạn bác sĩ Hiệp muốn phá đi cái thai trong bụng của Nhi, ép cô phải uống ly nước cam đó, thì thực sự là anh Sa cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Không biết là liệu rằng lần này cô sẽ làm cách nào để thoát khỏi người đàn ông tàn nhẫn này đây. Rất may là Trọng đã xuất hiện kịp lúc. Và đến đây thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Nhi ở phía trước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và tập truyện tiếp theo cũng chính là tập truyện cuối cùng, thì chúng ta sẽ biết được câu trả lời dành cho tất cả những thắc mắc đó. Ví dụ như là lý do vì sao năm xưa Trọng lại rời bỏ Nhi như vậy. Và còn một điều nữa, đó chính là bố của Nhi. Liệu rằng giờ đây ông đã vượt qua được cơn nguy kịch hay chưa? Và làm như thế nào mà Nhi có thể lấy lại được công ty từ tay của người phụ nữ độc ác đó? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.